thấy nó đã béo không? Tính ra anh này tiết kiệm quá ha. Mắc lắm á. Rồi vô tí xíu ớt, là nó có hương vị giống hệt như trộn gỏi á, như bánh mì rồi vậy, tôi để là trộn xong cái bánh mì gắt vô. Rồi anh đi ngoài á là nó có ra cái gì? Phân bình thường. Em tưởng tượng nó phải ra giống như mấy cục bê tông chứ. Tôi khoái cái ăn đá nợ, ồ ồ tôi chịu đó, tôi mê. Nên là em nghĩ là thôi, mà thèm quá thì mình nhai cái gì nó cho nó an toàn cho nó bớt đi. Chứ ai mình ăn đá đậu rạo như răng đi già sao? Ăn những thứ khác là vô cơ thể tôi không khỏe. À, cái giỏng à, vô cái ngủ rồi. Mà sao anh không ngủ dưới đây cho mát, mà lên mấy tôi nó nóng vậy? Tôi ngủ vậy thì ngủ rất ngon, đi sâu. Không phải là khác biệt nữa mà là gọi là quái dị, lập dị. Anh mất anh đang rửa cục đá giống như chúng ta rửa cá, rửa thịt vậy đó. Kính thưa các bạn, Phú xin giới thiệu đây là anh Út Mất. Người đang rất là nổi tiếng ở cái khu vực Đồng Tháp với cái khả năng là ăn đá. Đấy. Thì Phú tới thăm ảnh, Phú mang cho ảnh bịch đá. Ảnh vừa nhìn cái anh nói thì cái bịch này ngon. Sao mà anh nói ngon? Bởi vì tôi có thưởng thức qua các tôi biết. Này có bột. Cái này có bột hả? Ờ, bột nó ngon. Đá mà nó thưởng thức, có bột còn ngon. Còn cái nào tôi thưởng thức qua nó không bột, nó là con này có bột, có giòn. Nãy anh bóc ra cái, anh cắn, ngon ngon, béo nữa hả? Nó này nó vừa bột vừa bùi. Vừa bùi vừa béo? Nó không có béo, thì ra này nó vừa bùi ha. Chứ còn cái độ béo nó chưa có, khi tôi vô nước tương á, dưới miếng đường á, là đầu nó ra béo, đổ cái nước húp béo ngấy à. Béo ngấy luôn. Béo là cái này, dưới này béo là nha. Nước này hòa tan rồi nó ra cái nước mà nó béo. Còn ví dụ mình cắn chơi một ăn miếng mình đâu cảm giác béo không. Dạ. Cái này là Phú mang từ nhà của bạn của Phú cách đây mà mấy chục cây lận. Còn ở khu đây nếu mà không có tìm được cái loại sỏi đá như thế này thì anh ăn bằng gì? Đây, đá này tôi cắt ra nè. Kỳ lạ nha. Sao có một người mà họ lại thèm đá sỏi đến mức như vậy các bạn? Nếu mà không có những hạt nhỏ như thế này thì anh cắt những cái viên sỏi to ra, cắt dụng ra để anh thưởng thức. Anh nó còn hòa vô nước uống nữa chứ. Cái gì? Rồi cắt ra nước hòa nước mình uống. Anh thì cắt cũng... cái cục này ra anh hòa nước uống hả? Làm không thay thì mình khỏi nhai. Nó bự, tại vì nó nhuyễn thì mình ăn nó, còn mấy mình cắt ra anh hồi ra mặn nó cũng cũng ngon. Mà nếu mà cái hiện tượng mà đang ở trên núi á ngang, mà là đá mà đang ta khẻ ra liền á ha. Còn ngon độc chiêu nữa. Còn cái này đang là xuống đây nó chết nó lâu ngày đó. Đá này lấy núi xuống đúng không? Như lấy cắt là trinh là coi như là núi đá là ăn được hết. Rồi sao cái kia là nhỏ nhỏ vậy mà anh không ăn mà anh ăn cục to vậy? Bởi vì là ý tôi nói là khi đi đường chỗ nào mà có điều kiện nào làm điều kiện đấy. Là mình cắt ra như vụ vậy đây khỏi phải nhai. Cắt ra nước hòa uống xăm dưới sữa anh uống. Nghe anh nói mà mình đứng đây. Mình lạnh tóc gáy luôn. Cái này mà cắt ra hòa nước uống. Còn hổm mà không đưa đá nếu mà xong lấy cái này đập cho nó nát ra rồi nó cái đó không ngon, cái đó nó không có ra bột nè. Còn như đá hổm không đưa rửa qua ấy nè. Nghe nè, bây giờ mấy chú lấy đá đừng có rửa mà đó có bột đó nghe. Còn đá này đừng có đeo mà rửa rồi qua rồi không có vậy ha. Tôi ướp mà có nhựa nè, có nhựa đồ này rửa đồ ông ăn mới có béo. Chị là bà xã hay sao? Không, cái này là tôi chị em của là chú Sáu. Cái này sao? Cái này thì cái này nó ngon, mềm mập hả? Mềm mập nè đó. Đó. Đây, rửa là bùi. Không bùi. Không có ăn được. Rửa là chọn cái béo béo rửa. Là không có béo rồi ăn không có được. Tôi nhai nhai ra ăn còn. Đó, ăn thiệt chứ đó. Rửa nước có cộng cái thôi. Rồi nhai. Đó. Nhai rửa gàng chứ. Anh mất anh đang rửa cục đá giống như chúng ta rửa cá rửa thịt vậy đó. Ủa sao hồi nãy anh nói thì có đất bám vô ăn nấu bùi mà. Bùi của cái dĩ đá. Mình đôi khi cục đá này nằm còn nếu mà thật sự đá ở trên ấy còn sạch á. Trời đang mưa đầu sạch từ đó ấy ra là mình khỏi phải rửa. Còn này mình để là hôm gài tùm lum hết trơn dưới này rồi người ta chở đi rồi cái này kia rồi nó bám tùm lum hết. Mình phải rửa ra. Để thôi đôi khi nó thấm vào đây hương vị nó không có đúng vào đá đó. Hương vị của nó mỗi cái cũng như nước tương nước mắm hai cái hòa là nó ra mùi khác rồi. Vậy là chứng tỏ là anh này chỉ thèm cái bụi đá và chắc những cái chất làm từ đá thôi chứ không phải là bùn đất bám vô là không ngon đúng không? Không ngon. Hiểu rồi, em hiểu. Ê, cái này anh sẽ dùng cái máy này cắt ra thành bụi hả? Thành ra mạt. Mạt. Rồi anh hòa với ly nước chanh. Uống. Bỏ chanh bỏ đường. Ngon. Muối giống muối là cho nó vừa niêm cho vừa nó uống luôn, cũng như đó là vừa đã khát mà vừa no bụng luôn, không cần phải uống nước nữa. Rồi có bỏ đá lạnh không? Để nước đá vô mình uống luôn. Tốt luôn. Còn như cục này đó là lần này nó nặng nè, mình căng ra gạo đi, thí dụ cũng như gạo thôi. Thí dụ giờ căng nặng ký là gạo cũng ký.
gạo 1 ký thì ăn ba ngày, mà cục này mình ăn cũng được 3 ngày nó. Cái này đây là quậy nước uống đúng không? Ừ, này các quậy nước uống á. Mà sao đám mi đó anh giả ra quậy nước uống cũng được chứ bộ? Ý tôi nói là tôi hậu hủ là tôi chuẩn bị là trở về sau tuổi già mà gan không còn nhai được. Mình uống đó, mình phải chuẩn bị chứ đề phòng. Già lớn tuổi rồi gan yếu á, không còn nhai nữa thì mình phải ăn bằng cách đó. Quay sinh tố mà. Nhưng mà anh nó có ăn cơm được không? Được chứ, ăn cơm bình thường. Ăn sao? Các loại hết. Sao không ăn cơm cho nó khỏe mà tự nhiên ăn đá rồi uống đá chi? Là cái đó là khi đi lỡ đường. Còn như ở đây anh em tới là muốn quay tôi thôi chứ tôi cũng ăn cơm. Còn thí dụ giờ có anh em thấy rồi, nhưng mà tôi đã dùng được cái đó là đi đâu 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày là không cần ăn cơm. Bây giờ em hỏi thiệt anh, ăn cơm với ăn cái này cái nào ngon không? Cái cơm á là coi như tôi thành thạo đã trước là nó khoảng là 60% đi. Yeah. Cái này nó giảm hơn, nó khoảng 40%. Vậy là cơm ngon hơn đúng không? Ngon hơn. Bởi vì cái đó là tôi nói đi lỡ đường, thí dụ tôi đi mặn lỡ đường, trong một tháng có thể giờ tôi không có tiền nong trong mình. Tôi không cần quan tâm, tôi sợ đói. Tôi không sợ đói, rồi chừng nào có việc làm tôi làm, không có thì thôi tôi cắt này ra tôi ăn. Chứ tôi khỏi cần cái tiền đâu phải mua gạo. Giờ mình đi đường mà đói quá thì ghé vô lìa gặp đá. Ghé vô, quất, dọc đường. Đi đem muối ra thôi. Cái đó là tôi phòng thủ thôi. Phòng thủ trở về sau cơ duyên á. Nếu khả năng tôi là sau này nếu tôi không mặn nổi gạo đâu ăn, thì bắt buộc còn phải dùng này để sống, chứ không thôi là tiêu à. Nè, cứng dữ vậy không? Nó ra mặt. Đá béo không? Đá này nó hết chất nhựa. Đá này hết béo rồi hả? Ừ, hết chất nhựa, cắt là nó chết đá, nó ra lửa nhiều nè. Bởi vậy cho nên là đá này lâu năm nhất rồi nè. Để nó qua tùm lum nắng mưa. Bây giờ để theo tưởng tượng tôi nghĩ ha, là nó dám có mấy chục năm rồi. Vì đá đâu có mục. Thì thời gian tôi ăn đó là tôi nghiên cứu cái nào ngon, nào ăn đó. Gỡ đầu ra cỏ vậy, cái nào mà ăn thích nghi á. Đặng mì chi bị tôi thấy tôi càng ăn là tôi phát huy lên là cơ thể tôi khỏe mà tôi mần. Nếu bây giờ tôi thích đó là tôi đóng được liền ở đấy. Cũng như hòm là lại tôi nói là thích đấy cây để muốn đóng hòm từ thiện. Lần đầu buông ra tôi đóng nè. Rồi tủ bằng ghế tôi muốn đóng cái tủ là tôi lại nhìn cái tủ là lần đầu mới tôi lại đóng cái tủ đó. Bởi cho nên tôi thấy ăn này nó minh mẫn, nó không có lười biếng. Như kiểu mà nó không có chán nản đó. Một mình tôi vẫn làm. Là thành công luôn chứ không phải nói mình chán không làm đâu. Trước tới giờ là ăn đá 8 năm rồi. Dạ. Mà ăn giai đoạn rồi đó. Dạ. Nhai đá khay thèm á. Dạ. Kính thưa các bạn, đây là chú Sáu Mâm, chủ cơ sở từ thiện ở đây ạ. Cơ sở mình rất là rộng các bạn. Yeah. Con nghe nói là đã giúp được cho hàng ngàn cái mảnh đời ở khu vực miền Tây này. Coi như ai khổ rồi giúp. Dạ. Cái cơ duyên như thế nào mà anh Út Mức đây anh về với chú Sáu vậy? Cháu này coi như thấy tôi ở đây làm không kịp, nhắc hòm đó. Dạ. Hồi mới đầu thì phơi thuốc, sau đó rồi cái chị bệnh phơi thuốc rồi cái cháu nói giờ tôi là thợ coi như là đóng hòm. Chú thì nhắc hòm về đây không hẳn cái chịu vậy đó. Thì nói thôi vậy ông thợ đóng hòm mà thôi đóng đi. Đóng này tôi cưa cây đây, đóng đây. Dạ. Cho nó có phương tiện, từ ngày đóng tới bây giờ cái tôi đâu có biết cháu nó ăn đá đâu. À. Cái sao cái cháu nó ăn đá, thấy kìa ăn đá sao ngon quá, ăn cứ bằng nhai ngay gỗn ghẻn. Dạ, với tư cách là giống như là một thầy thuốc á, thuốc nam á, thì chú Sống Mâm mà thấy cái việc mà ăn đá như vậy là chú có lo lắng không? Ăn vậy chứ không có ảnh hưởng sức khỏe, khỏe lắm. Chú dám ăn không? Ăn không nổi. Nhân cái cơ hội mà xuất hiện trên Độc Lạ Bình Dương, chú có cái mong muốn hay một cái ước mơ gì không để cho công tác thiện nguyện mình nó tốt hơn á chú? Thấy coi như là công tác từ thiện ở chỗ đóng hòm đây đó thì nó hơi kém chi phí rồi này này kia rồi mình đi cái đốn cây rồi đó. Dạ. Hay là hoặc chi phí cho ông thợ này nè. Ông cái gia cảnh ông nghèo lắm. Dạ. Hàng tháng mình cũng phải cung ứng cho ông 3 triệu để ông tiếp gia đình ông đó. Dạ, là câu hình dung như thế này đúng không? Tức là với những cái người mà mắc á, mà gia cảnh người ta nghèo khó thì mình sẽ tặng cho hôn cho người ta. Mình phải lo cho quý vị ta. Bây giờ là mình là muốn kêu gọi thêm phần kinh phí để mình có tiền mua gỗ rồi trả công thợ đúng không ạ? Cho ông thợ. Dạ, ông thợ ông đóng chỉ 4 tháng thôi à. Dạ. Tiếp gia đình. Dạ. Còn nhiều ông thí thần đây, với lại mình lo ở đây phòng thuốc nam đồ ăn uống đó. Dạ dạ. Các vụ bà con đến đông lắm. Dạ dạ. Ra coi như nó đủ chi phí hết trơn rồi chết chôn rồi này ở nghĩa trang mình chôn cất rồi đó. Dạ. Thành ra nó cũng chi phí đủ hết trơn à, thành ra coi như cái này mình tùy đi. Dạ. Coi như có nhiêu mình làm nhiêu phải không? Dạ 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 dạ. Nhà mấy cháu coi như đến đây mà nếu có cái tấm lòng vậy thì thí dụ mình có nhiêu mình chở nhiêu.
đóng hòm nè, nào là hút thuốc nam, lo cho ăn uống cho bà con nè, nghĩa trang chôn cất nè. Dạ. Nó tới ba cơ sở. Dạ. Rồi con cảm ơn chú Sáu nhiều nha. Con hy vọng là thời gian tới là sẽ có nhiều mạnh thường quân là chung tay với chú để làm công tác thiện nguyện nó ngày một là tốt hơn, nó lan tỏa nhiều hơn, rộng rãi hơn. Đó đó đó, nhờ nhiều. Dạ rồi, rồi cảm ơn. Thôi vậy cháu để tiếp cái hàng cháo này đi không? Dạ rồi, rồi cảm ơn chú. Coi như là coi ăn đá mà để đá vô mà trộn nước tương này, này kia nặng chanh rồi đó không? Dạ dạ rồi. Coi rồi cho biết. Trộn sẵn luôn nè. Đây là mày chế biến lúc nào đó ạ? À? Chế biến là ngày qua, ngày nào cũng chế biến gì nè, đã ăn nè. Là đói bụng là vô ăn thôi. Làm đây là mệt rồi, đói bụng là trộn trộn vừa là nhai ăn nè. Có tỏi đàng hoàng nha các bạn. Có tỏi nè. Nè. À. Anh có thể là cho khán giả thấy cách anh ăn được không ạ? Đó, thí dụ mà đi trên đường á, là vậy nếu mà tại chỗ đây tôi có ướp qua, mà nếu bằng không có thì tôi bỏ đi theo trên đường đi á, thì bỏ theo muối. Muối đó thì là mình ăn như vậy, là cũng như mình ăn trong thời gian đi không có ai. Dạ. Đã thì đút vào miệng mình ăn. Đó. Trời. Trời ơi. Còn khi có ướp thì đầu tôi là để vô đây nước tương với chanh với ớt với đường thì cho nó thơm, béo. Còn bằng không vậy tôi ăn bình thường không hả? Anh ăn vậy mà cái răng anh sao không sao à? Ừ. Đâu nha răng cơm coi. Ừ. Trời. Ừ. Anh nghe vị như thế nào? Nó chỉ là nó nhẵn bùi mà cái để vô đây nó mới béo nhiều á. Hòa chung vô nước tương á là nó ra nước mới béo. Cái gì? Cái này mà ăn nghe vị bùi hả? Bùi. Đồ trộn vô đây sẽ thành béo. À đúng rồi, vô đây nữa nó mới béo. Đó, là nó ra cái nước cốt á, nó mới béo. Đó. Không, rồi cái viên nào nó vừa đó ra còn bự á thì bắt buộc bên đây mình nhai cũng như mình chọn lọc lại đó. Đó không? Đó cái mình lựa cái vụ còn cái viên nó cái nào nó bùi ngon chẳng hạn như mình đi ra mình mua tàu hũ mà cái mới á thì lúc nào nó cũng giòn thơm ngon. Đó cái này nó giòn. Đó, nó giòn ha, cắn ngay cập. Ướp luôn. Để tôi ăn hoài ra. Còn dưới này cái mình nhớ mình hạt này nó đóng xuống cái dưới cốt. Mình sàng qua sàng lại nó có. Ừ. Nó đóng xuống không? Đó, nó rớt xuống cái mạc nước cốt á. Cái đó là cái mạc của nó là nước cốt nó chứ không phải mà là bỏ nghe. Nước cốt hả? Ờ cái nước rau hũ cốt trong cái đá nè nó dính ngay cái xanh xanh này nè. Còn mình bỏ là nó uống. Đó rồi vậy thì mình đưa nước tương vô. Béo là nhờ cái đó đó. Chứ còn nếu mà trong mình đem rửa rồi là tôi ăn là như cũng như mình ăn nó là như chẳng hạn như nó không có bằng. À. Tại vì tôi ăn hoài tôi trải nghiệm ra chứ tôi biết. Lần đầu tiên trong đời Phú thấy đá trộn với nước tương với tắc ớt nữa. Rồi vô một tí xíu ớt là nó có hương vị giống hệt như trộn gỏi á, như bánh mì rồi vậy tôi để nè, trộn xong cái bánh mì gắt vô hàng dài nè. Để vô khúc dưa leo nữa ha. Ăn nó thơm ngon. Là suốt 8 năm qua là anh ăn cái này thay cơm hả? Không, ăn có ăn cơm chứ nhưng mà tôi ăn thỉnh thoảng trong trường hợp nào đi xa, còn ở nhà là ăn mình ăn trong cái bí quyết của mình á, cái không có nói với ai hết. Âm thầm mình vừa làm ăn rồi bà con hỏi ủa sao mà làm vườn mận gì cũng tháng mà ăn có 130.000 hả? Làm vừa không có gì hết. Bởi vì là tôi mua thuốc hút mà có 130.000 tiền Việt Nam thôi. Còn lại là ăn đá hết. Rồi tôi ăn xe là ra mày cuốc á, đầu là có đá ăn đá, không có là ăn cỏ. Ăn cỏ thay cơm luôn. Sáng ví dụ mà nắm cỏ đút vô miệng với muối rồi là đầu xuống uống ca nước vô là buổi sáng ăn rồi. Giấc trưa về có đầu mày đồng hay có trái cỏ hoặc trái bầu trái bí ăn sống không. Thì vậy là nó no bụng. Thành ra rồi thỉnh thoảng cháo á, rồi đầu mình nấu chung dưới này nè. Hai cái mình đổ chung vô nấu. Đổ này vô cháo húp. Làm tiêu. Cũng như mình thay thế cắn được cơm ăn đâu đó nó cũng được luôn. Chỉ để hồi đói còn không có sức khỏe mình làm á. Trời ơi, ăn đá để có sức khỏe làm việc các bạn. Nè để hồi nó ra nước ha, kẹo ha, ăn kẹo ngon ghê không? Ngon ghê. Không, nãy giờ nó tan cái còn cái bự này thấy không? Đúng ra nãy đó là cắt ra dầm còn mấy viên thấy không? Thấy không? Đó đó này. Đó, bên này muốn tan cho hết. Một cái coi. Đây các bạn. Đá này nó cứ ngắt đi. Này, mà sao anh bỏ vô răng anh cắn đậu rạo nha. Không hiểu luôn. Đó, ngon rồi đó. Ngon rồi đó. Tuyệt vời đó. Ngon béo rồi đó, thấy không? Thấy không? Nè, giờ nãy nó bỏ gừng nấm mà giờ cái còn mấy miếng không, nó ra nước này không, nó mềm rồi, nó thơm ra. Khi hương vị tôi ăn cái hồi nó mềm ra. Đó. Cho coi hầm răng anh coi. Hả? Nó có trên cái dưới cái bị tôi ăn quá đó. Ăn quá nó gãy hai cái răng đúng không? Đi cưa bỏ, vợ là đi tôi ăn các loại kia được hết. Kim chỉ rồi ăn luôn. Nè bây giờ anh nhà em răng em coi coi. Ừ, này canh giả mà. Một cái gãy rồi, cái bên đây cũng gãy nè. Ừ. Như chắc này ăn là như ăn thôi chứ chưa thèm. Cơn thèm chảy nước miếng phải ăn. Trời anh thèm đá đến mức chảy nước miếng luôn. Ừ, chảy nước gãy luôn á. Bây giờ cái răng anh á là em thấy là không nó bị ảnh hưởng rồi nè. Bây giờ cái còn anh ăn đá vô vậy là anh có cảm giác cái bao tử mình nó có bị sốn hoặc bị đau gì không?
Không. Rồi anh đi ngoài á là nó có ra cái gì? Khoan bình thường. Ra đá không? Không. Nghe em tưởng tượng nó phải ra giống như mấy cục bê tông chứ. Không có. Tự nhiên ăn đá mà đi ra ngoài bình thường. Ừ. Nếu mà cắt nước vậy ha, là không bao giờ nó tan đi chân không hết. Trừ ra ví dụ mà tôi cũng có thử nữa nè. Ừ. Tôi nuốt cục đạn cu li. Ừ. Nuốt vô. Nuốt vô. Tròn quay lớn nè. Ra cục gì? Cũng cục đá chân vậy ha. Cũng ra cục sắt luôn. Ừ. À. Còn này nếu mà tôi nhai nhuyễn rồi nó không tiêu ha. À nghĩa là cái cục sắt thì tiêu hóa không được, còn cái này thì bao tử anh nghiền được. Ừ. Vậy là bao tử anh giống như cái máy xe bê tông á. Thôi đừng ăn nữa, ăn gì ăn dữ vậy. Để tôi hấp lấy nước này để hồi nữa sau này bỏ uổng. Con ướp trộn luôn. Bây giờ em hỏi thăm anh tí là trước giờ anh có đi bác sĩ để khám cái bao tử lần nào chưa? Chưa. À, có ví dụ bác sĩ đồ trong mình thôi á. Ừ. Thì không có bệnh thành ra tôi không có đi khám. Anh thấy không có đau nên không đi khám đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Các bạn thử lý giải thì tại sao là anh này ăn đá mà ra vị bùi, rồi vị béo, rồi đến mức mà phải ghiền chảy nước miếng luôn. À, sao kỳ vậy ta? Những cái ngày rằm á thì tôi ăn không ăn cơm. Ngày rằm là không ăn cơm, ăn đá không thôi. À, đá không thôi. Còn ngày thường thì sao? Ngày thường là thỉnh thoảng ăn quả, đó như để đó thì khi mà ở đây họ cái là cầm như cục kẹo mình ngậm chép chép miệng ăn quả nè, gai gai thôi chứ không. À. Thực sự Phú nhắc lại cái clip này, Phú chỉ đưa ra một hiện tượng lạ và cần cộng đồng chúng ta chung tay lý giải cũng như là những nhà khoa học, nhà chuyên môn thấy cái hiện tượng này thì nó có thể dẫn đến những cái nguy cơ nào thì đưa ra cảnh báo để anh này ảnh bớt ăn lại chứ. À, anh ăn kiểu vậy Phú rất là lo. À, các bạn biết không, Phú có tìm hiểu thì thấy là ở thế giới có những cái trường hợp giống như anh này. Điển hình là Ấn Độ có một anh đó, anh ăn suốt ngày ăn gạch, ăn đá, ăn cát vậy đó. Và các nhà khoa học vào cuộc tìm hiểu thì đó là xác định người ta bị là hội chứng ăn bậy, nó tên tiếng Anh là Pica. Và nó làm cho cái vị giác mình nó bị rối loạn các bạn. Thay vì ăn những cái đồ béo thì ra béo, còn anh này ăn đá thì nó ra béo. Đó, cái kiểu cái vị giác nó rối loạn và cái cảm giác nó đem lại rất là ngon, khiến cho anh quên đi những cái nỗi lo về an toàn sức khỏe đó. Trong trường hợp bên này là anh thấy ngon quá nên là anh không quan tâm bao tử mình như thế nào luôn, không thèm đến bệnh viện luôn. Nhưng mà thực sự là bao tử em tin là nếu mà anh cứ duy trì cái tình trạng này riết bao tử nó sẽ banh luôn á. Nên là em nghĩ là thôi, mà thèm quá thì mình nhai cái gì nó cho nó an toàn, cho nó bớt đi. Chứ ai mà ăn đá đậu rạo như răng bia già sao? Ăn những thứ khác là vô cơ thể tôi không khỏe. Không khỏe hả? Ờ. Cũng như tôi ăn thứ khác là lờ khờ lừng khừng, bằng gì làm việc không được. Ăn mấy thứ khác thì là không có sức làm việc. Ờ, làm việc nó ngao ngán, làm biến, nó không có được siêng năng. Nó không có được siêng năng, không có chịu mà kiên trì á. Bằng đâu là nản, chán nản đó à. Sức khỏe tôi mà như vậy nè, ăn vậy mà ảnh hưởng á, là tôi không bao giờ tôi dùng đó. Còn này là thí dụ lạnh như cơ thể tôi là ăn vô nó là nó khỏe liền, tôi biết nó khỏe. Dạ. Đó, cũng như giờ làm việc là rất minh mẫn. Minh mẫn? Cái gì làm cũng minh mẫn hết, phát minh mau. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 50. 50 thì có vợ con gì không? Có vợ. Rồi vợ anh có biết cái chuyện anh ăn đá không? À, vợ biết là cách nay 8 năm thì bắt đầu là vợ con là cấm không cho ăn rồi là... Tôi thấy vậy tôi mới ăn kiểu như thỉnh thoảng ăn âm thầm. Ăn lén á hả? Ăn lén tới ngày hôm nay đó là không dám là nói với ai hết. Mà sao dám lên luôn Độc Lạ Bình Dương luôn vậy? Bởi vì khi tôi lại đây tôi phát tâm á. Phát tâm là bây giờ con đã lớn, lúc đó nó còn nhỏ. Rồi sợ con mình nó sa sút á. Cho nên tôi âm thầm tôi lo đi làm rồi ăn dọc đường dọc xá rồi đó. Tôi khoái cái ăn đá nó ồ tôi chịu đó, tôi mê. Ờ hả? Ờ lên liền, nó tiêu quá nhanh á. Nó tôi thích. Đó, nó ăn vô hồi là ồ. Ăn đá vô mà nó giống như uống bia vậy đó, nó tiêu quá nhanh nữa. Trời, anh tưởng tượng vậy thôi chứ đâu, anh đâu có biết cái bụng anh tiêu quá sao? Đâu có, nó đến ồ là mình biết mình khỏe liền. Có thể cũng như mình ăn cơm nè, tôi nè là thiếu lên là mình thấy mình thông hơi khỏe liền. Thông hơi hả? Con người mình thông hơi. Là nó không có bị ảnh hưởng á. Yeah. Còn ăn vô mà bụng trướng là đó là anh không tiêu á. À. Nó sình bụng á. Nói chung là anh này thì mình cũng nói vậy cũng hết cách rồi, giờ giờ các bạn mỗi bạn góp ảnh lời chứ. Cũng thấy là cái kiểu này là không bền nữa. Ngày nay là anh có ăn cơm chưa? Là nãy lên ăn chén à. Ăn một chén rồi. Thì tôi nghe điện đó, tôi sợ ăn no rồi, ở đây ăn nữa, vậy anh nó no quá ăn rồi. Từ nãy lên ăn á, tôi chưa bụng á. Nhưng mà anh đang ở chỗ anh sống mâm và anh ăn riết vậy, lỡ bữa nào đó có chuyện gì cái người ta đổ thừa chú sống mâm sao? Tôi biết chứ, là bởi vậy cho nên trước giờ là thôi đâu giờ tôi ăn cho ai thấy. Cái lần đầu tiên mà anh phát hiện cái khả năng mình ăn đá là như thế nào, có lúc 8 năm trước á? Đi Châu Đốc, đi núi Cấm, tôi ngồi trên đá đó, tôi lấy tay là tôi mới vỗ xuống đá này nè, sao mà thấy đá nước ra? Cái gì? Bởi vậy tôi mới thấy nó lạ, rồi thấy vậy tôi là nước nó cũng ra nhỏ, có bự nhỏ này nè. Rồi mình mới cầm kiểu đút vô miệng rồi nè.
rồi cắn là sau mà dương đá lại, ủa sao nó mềm đó, thì bắt đầu vậy rồi nhai rồi bắt đầu nuốt, khi nuốt rồi bắt đầu là vậy rồi bắt đầu tôi mới lo, khi nuốt vô rồi bắt đầu nhớ lại, ủa đá vô bụng chứ có sao không, người cũng sợ, sáng lại bắt đầu ủa là nó bình thường, bắt đầu tự nhiên gặp đá cái đầu mắt cảm giác đôi mắt mình muốn là chầm chầm gì đó rồi, là nhìn đá là muốn ăn luôn. Rồi bắt đầu về đồng bằng đó, bắt đầu là ăn lai gai riết rồi ăn, rồi cái đầu là có bữa không cơm nó thôi, vậy bữa nay ăn đá trừ cơm bữa coi cơ thể làm sao nha. Tưởng như mình tự nhủ lòng mình á, bởi vì tôi đi làm xa mà nghèo khổ mà có mình mà. Rồi ai về để cái đầu tôi ra mà lộ đá mi nè, cái đầu tôi hốt nó cầm ăn đó găng còn tốt á, nhai rồi về vợ thấy quá rồi quảng hồn mới kêu cưa hết nè, hồi đó nhai nhừ ra luôn mà ăn nó bùi sao nó no. Nó no rồi đầu từ đó sau tôi thấy vậy rồi không dám nói ai, đi làm giường của ruột ngà một tiền thuốc á 130.000 dùng được tháng á, bởi vậy mà không có xài tiền, khỏi cần đi chợ búa đâu hết. Rồi mày giường thích nghi, cỏ rau gì cũng ăn là điều nó cơ thể nó thích nghi chịu luôn. Cái đá này là nó qua, ví dụ là đá khi mà là từ ở trên núi mà khẽ ra. Khẽ ra rồi nó qua trung gian giống thịt như giờ nó là cục đá này nó khô chết rồi. Cái chất nhựa béo của nó là không còn được đâu nhiều. Còn cái đá mà ví dụ đem về là như là nãy đây là tôi đem về bọc này đó ha. Đó là bọc này nó còn rất là nhựa nè, thấy không, mình cầm lên mình biết nè, không đó, nó còn bám dính này, là cái này là cái đá nó có cái nhựa của nó là nó thơm và bùi. Giờ ví dụ như rửa ra thì anh thấy cái vị bùi không ngon? Không ngon liền. Đó. Đá kia ăn được không? Được, đá đó là như đá là bự, đá này đó cũng được mà nó đã qua nó hết cái này không? Là nó dính vào qua nè, đất cát này kia đó ăn. Mà nếu mà cái này trong này nè. Trong này là mấy giờ lấy cái ấy tôi cắt ra ha, mình cắt ra nó còn ở trong. Nó giữ còn bên trong thôi. Vậy là cái... nếu mà để lâu năm trên đường là ăn không ngon. Vậy là đất thì anh không thích, nhưng mà anh thích cái bụi đá đó các bạn. Giờ cái này anh dám lấy răng cắn không? Cái này hiện giờ như răng cắn không ấy đâu. Không, bởi vì nó phải vừa thôi. Chứ răng mình cắn là nó đâu bể được đá mà. Dạ. Cỏ đá cứng mà. Dạ. Còn cỏ là anh ăn như hả đâu đâu, bây giờ ra bụi cỏ anh ăn thử một con bụi cỏ kia đồ là thí dụ ăn thích nghi cái là gặp cái nhổ mình ăn, rau này rau kia đồ cũng ăn được hết. Rồi, cỏ này cỏ bằng trầu nè ăn tốt nè, không cỏ này nè ăn nó lên thuốc nữa. Trời ơi cái này nè ngon gì đâu nè, đây nè cái này ăn nó mát cơ thể nè. Ăn mát ăn này nè, đó này nó dữ dằn nè, đó vậy ăn no luôn, ăn nấm một nè đó nè. Tính ra anh này tiết kiệm quá ha, đâu có cần phải làm nhiều tiền chi đâu. Mát lắm á, ăn này vô mát. Dạ. Hồi trước mà anh khi anh phát hiện ra anh có khả năng ăn đá thì hồi đó anh bao nhiêu ký, giờ anh bao nhiêu ký? Bằng nhau. Không có giảm ký. À. Mặc dù mình không có ăn uống cơm nước nhiều, không nạp vô người chất dinh dưỡng nhiều, nhưng mà trọng lượng không có giảm. Không giảm, như nhau. Nghĩa là không phải lộ cỏ nào anh cũng ăn đúng không? Cỏ ngon mới ăn đúng không? Cỏ ngon, mình lựa cỏ ăn nó ngon. Có cỏ không ngon mình ăn chi, thiếu gì cỏ mà không đi lựa ngon. Dạ. Như đá giờ tôi không có dạy gì, còn lúc bằng vườn mãi gào gào trơn không đường đi. Buộc lòng mình ăn ba cái đá cũ. Còn giờ có nhóc mà không lựa cái mới bị không tốn tiền mà. Anh này là bạn lên chúng anh hả? Anh là thuốc với bạn cũng lên nè, anh làm thôi. Em hỏi thăm thì anh thấy anh bạn mình ăn đá như vậy, anh có lo cho sức khỏe của anh không? Có khuyên ảnh gì không? Cũng có phiền mà anh nói anh ăn được anh khỏe, còn bữa nào mệt anh phải ăn đá mới khỏe lại. Đôi khi ông ghiền quá ông xạo ra vậy. Đâu có đâu. Bữa làm là không ăn cơm á. Bữa nào không làm là đầu đầu tôi đi lửa thổi ăn cỏ vậy. Khỏi nấu cơm nước gì hết. Thì đầu chỉ có cái giỏng đó ngủ đó để rồi thôi. Người ta gần gần đây nè nói kêu vô kêu anh ăn mà anh nói là đúng ngày rằm là anh ăn cơm trừ đá. Ê anh ăn đá trừ cơm lộn một lẹo lưỡi là bắt đầu là bữa đó người ta vô người ta coi á mấy người mần chung nè ngủ vậy đặc biệt ngủ riêng khác người ta ăn là ngủ trên cao phải treo võng đồ trên đó đó mà không phải là nằm ở dưới nền ngủ nghe phải treo cái võng ở trên cao ngủ đa gió ngủ đọt cây được không dân võng nó trả nó anh ngủ đây hả trời ơi ăn uống đã khác thường rồi mà chỗ ngủ cũng khác thường các bạn phải ngủ đây hả đây cái là hạ võng xuống nhà làm giống như làm tủ ngủ bên trển vậy cái võng vô cái ngủ rồi mà sao anh không ngủ dưới đây cho mát mà lên mấy tôi nó nóng vậy. Tôi ngủ vậy thì ngủ rất ngon, đi sâu. Ngủ trên đó thì ngon, sâu. Còn là ngủ dưới chập chờn này kia đôi khi nó không ấy rồi, chỗ nào ngủ tốt là tôi ngủ à. Cái này đúng là người thành công có lối đi riêng. Ví dụ này đó, nó nắng tôi dạch này ra, cái đầu tôi tuốt ra, cái đầu mưa sủ xuống, cái màn kéo mà. Rồi mà suốt mấy năm nay, 8 năm nay bỏ nhà đi vậy, vợ có không ngủ với vợ rồi có nhớ nhung gì không? Quen à, hồi mới nhớ rồi quen. 8 năm rồi không có gần gũi phụ nữ gì hết. Tôi có về nhà với gia đình chứ, rồi về đôi khi hôm trước còn vợ là
lên đây ở làm gì không, mình ở làm thành ra là mặn chiều bắt đầu ở đây hữu hỷ với anh em rồi thôi không về, rồi chừng nào ở nhà có hữu sự chuyện gì cho hay thì về. Dạ vẫn còn giữ số điện thoại của bà con đúng không? Còn y chang luôn. Người không phải là khác biệt nữa mà là gọi là quái dị lập dị. Ê tôi bắt cái này, cái người chạy lên không quen chạy không được, hãy nang bao giờ nào chứ để đụng vô đây dính nó cọ đồ. Có lẽ người đàn ông này là người đàn ông duy nhất ở Việt Nam dám ăn đá sỏi các bạn, ăn đá sỏi thay cơm. Có chắc là anh đang ăn cái này thay cơm không? Chắc không có cơm là tôi ăn này trừ cơm, thế cơm. Anh ăn như thế nào? Ăn là đó, như đây tôi ướp vô đây, đá đây cái đầu để vô ha. Đó. Rồi cái đầu tôi để vô mấy nước tương. Anh ăn là thấy vị như sao? À, cái vị của nó là để cho có miếng nước tương đó, rồi ướp cho vị vậy thì một hồi cảm giác ăn nó có bùi và là bùi và thơm béo chứ không có gì hết. Nó nhẵn nhẵn, còn ăn không nó nhẵn nhẵn bùi, bùi hơi chứ còn nó không có được thơm ngon. Thành ra tôi ăn là phải ướp gia vị, cũng như mình ăn nấu nướng đồ ăn này tôi trộn gỏi rồi đó, bắp chuối rồi để vô, bánh mì rồi ha, đưa này vô ăn thấy ngon. Rồi mình có nước rồi nè, hút thử đó. Rồi anh nuốt vô cái luôn cho nó. Rồi nuốt cho luôn. À nuốt hả? Hả? À nuốt. Cái cơ duyên như thế nào mà anh tới phòng thuốc của anh Sơn Mâm? Cái này là tôi độ là nhà trời nhà Phật thiên cơ xây chuyển ra, chứ còn tôi hồi mới là tôi cũng chưa có đi tìm hoài mà không có đúng nơi đúng chỗ. Tâm tôi là tôi mừng chỉ có vài tháng cái đầu là tự nhiên là chuyển đi. Khi tôi nguyện trong lòng á, con cái vợ nó đã lớn rồi, bây giờ là trong tâm muốn phát tâm làm từ thiện ở một chỗ một cho vui vẻ để sau này mình làm là nhất thiết luôn, từ đây về sau bỏ thân luôn, nguyện như vậy trước bà Bồ Tát ở chùa đó. Rồi đầu tôi mới chạy xe trên đường đi đó thì tự nhiên gần tới tôi hỏi thăm đó. Chứ mà đây về nhà tôi 20 cây số mà tôi trước giờ không biết, tôi mới vô tôi hỏi chú Sáu ơi cho con ở đây làm từ thiện không, trong tâm muốn ở làm từ thiện. Cái ông nói được. Rồi ông hỏi gia đình có vợ con gì không, nó có. Ông nói vậy thì cứ lại đây làm, mà chừng nào có việc nhà thì bắt đầu về nhà làm, xong việc nhà rồi lên đây tiếp là tốt rồi. Bắt đầu lên dần dần tôi thấy cây có rồi, tôi mới nói thôi giờ bàn ông là mở cơ sở đóng thêm hòm để khỏi lấy xa. Tôi thì khó khăn mà đâu có tới đây, chỉ có cái thân xác không chứ là ngay không có tiền của vật chất gì, thành ra giúp bằng thân không. Nhưng mà anh cũng phải xuất thân từ nghề mộc không biết làm chứ đúng không? Tôi biết là nghề mộc là biết là truyền thống ở đó, ông nội truyền cho ông già. À. Nhưng mà ông già không truyền lại cho con mà tôi đi học ở ngoài. Yeah. học lén giống hình như kiểu là không có ai chỉ thầy nào cho mình hết. Cái cách ăn uống ảnh thì có những cái lập dị, nhưng mà cái hành động của ảnh thì rất là đáng trân quý các bạn. Hằng ngày là đóng những chiếc hùm này nè từ thiện, rồi tặng cho những người mà nghèo khổ mà ra đi một cách kiểu hoàn cảnh đáng thương á. Cơ sở chú Sống Mâm sẽ tặng những cái hùm như thế này. Bây giờ mà nghèo khó mà mắc đột xuất là đâu có tiền đâu, giống mua cái này mà ở ngoài có khi bán mấy chục triệu á. Đó. Đúng rồi. Người ta gọi tới là cho luôn hả? Cho giờ nào 24/24, bất cứ là trong tỉnh Đồng Tháp đây ha, là miễn gọi đâu chạy tới bằng đêm hôm gì luôn. Ông Sáu cho chỗ chôn luôn, rồi đi tới tận liệm luôn, rồi có đoàn đây đi khiêng đi chôn luôn. Bây giờ nếu mà khán giả Độc Lập Bình Dương mà muốn chung tay hỗ trợ của chú Sáu thì có thể liên hệ qua cái số điện thoại nào nha? À số của chú Sáu nha các bạn, số của chú Sáu thì Phú có đây và Phú sẽ ghim dưới phần bình luận. À, các bạn muốn hỗ trợ cái hành động nghĩa hiệp yêu thương của chú Sáu thì cứ liên hệ qua số điện thoại của chú Sáu ở phần bình luận. Còn ghé thăm anh không có gì tặng anh chút quà, hy vọng anh giữ sức khỏe nha. Ăn đá thì có ghiền quá thì ăn chút thôi, đừng ăn nhiều lắm nha. Chúc sức khỏe là dồi dào để còn đi quay cái nhiều cái độc lạ ha, để giúp cho xã hội bà con quá quý. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.